Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến mọi người tử vi chi tiết của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong năm 2022. Qua chương trình, mệnh chủ có thể hiểu rõ về sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, sao chiếu mệnh và nắm bắt được những điều tốt, xấu trong năm 2022, để từ đó có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi theo dõi video để tìm hiểu về tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Mệnh chủ tuổi Tân Mão để có được một năm mới may mắn và bình an. Vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận sẽ giới thiệu tổng quan vận mệnh của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong năm 2022. Quý vị thân mến, nói về tử vi của các gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 vào năm Nhâm Dần 2022. Về địa chi, Mão gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Về thiên can, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong năm 2022 Nhâm Dần có thiên can Tân Âm Kim gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Mão, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tháng may mắn năm 2022 của quý gia chủ Tân Mão là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho tuổi Tân Mão, tuổi hợp là những người sinh năm 1971 Tân Hợi, 1983 Quý Hợi, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi, 1991 Tân Mùi. Còn về những tuổi kỵ với gia chủ là 1969 Kỷ Dậu, 1981 Tân Dậu và 1993 Quý Dậu. Trong năm 2022, nam mệnh Tân Mão sẽ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được với nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh, nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi an toàn. Còn với nữ mệnh năm nay gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, gặp được sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức tinh quân trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ, sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Quý vị thân mến, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ dâng sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng dâng sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ năm 2022 cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là quý gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Để đăng ký tham gia nghi lễ dâng sao giải hạn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Mọi người hãy liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để đặt lịch tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà gia chủ đang gặp phải. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Tân Mão trong năm 2022 Nhâm Dần
sẽ cần cẩn trọng chú ý trong tháng Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Mão. Vào những ngày này, bản mệnh cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận sẽ chia sẻ chi tiết vận trình mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong năm 2022 qua từng phương diện của cuộc sống. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, quan vận, năm Nhâm Dần 2022, với những người vẫn đang tiếp tục công việc và chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của đương số sẽ gặp nhiều trở ngại. Dù là đã về hưu hay vẫn đang tất bật làm việc thì mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì, bản mệnh cần cân nhắc cẩn thận hơn, không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Đương số cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình, hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi việc. Từ đó mới có thể tìm cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là về mặt tài lộc, tiền bạc. Năm nay, tình hình tài chính của bản mệnh về cơ bản không biến động quá lớn. Song người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Năm nay, tình hình tài chính của bản mệnh về cơ bản không biến động quá lớn. Song người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không sẽ dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền vừa mất quan hệ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng hỗ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích hoạt tài lộc, may mắn, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, vòng có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Năm 2022, các mối quan hệ tình cảm, xã giao của tuổi Tân Mão không lý tưởng, có nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi và vạ miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đương số. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tân Mão hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Năm nay sẽ có nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của quý gia chủ sinh năm 1951. Đương số cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và sẻ chia của con cái, cũng như nửa kia, trở nên ôm mọi chuyện vào lòng. Những gia chủ tuổi Tân Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn,
cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bản mệnh không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Kênh phong thủy lộc tài cải vận khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Quý gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ tuổi Tân Mão, sinh năm 1951. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận tìm hiểu rõ vận hạn của tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Với gia chủ tuổi Tân Mão năm nay sẽ gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước, gia chủ sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Theo kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Tuổi Tân Mão năm nay còn gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Mệnh chủ trong năm nay nên sử dụng vòng Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe cho gia chủ, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là mệnh chủ Tân Mão sinh năm 1951. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc thực hiện trong tháng hoặc tử vi các con giáp năm 2022, quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, mọi người đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.